Lần đầu tiên giá gạo Việt Nam vượt giá gạo của Thái Lan. Cá biệt có loại gạo giá hàng nghìn đô la Mỹ một tấn, cao gấp nhiều lần so với giá trung bình thế giới. Việt Nam sở hữu những giống lúa ngon nhất nhì thế giới. Gạo Việt Nam đang có thay đổi to lớn từ lượng sang chất. Tuy nhiên, sau 30 năm xuất khẩu, hạt gạo Việt Nam vẫn gian nan câu chuyện xây dựng thương hiệu. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là chưa khi nào ngành lúa gạo lại đón nhận nhiều tin tốt như thời điểm này. Chỉ hơn một tuần nữa thôi, những lô gạo hưởng thuế suất 0% sẽ lên đường đi EU với giá khá cao, 1.000 đô la Mỹ một tấn. Kèm theo đó là cơ hội mỗi năm có khoảng 80.000 tấn gạo vào các thị trường này. Hai tháng 8 vừa qua thì gạo Việt Nam đã leo lên mức giá khoảng 490 đô la Mỹ một tấn, cao nhất kể từ năm 2011. Thậm chí có thời điểm giá gạo của chúng ta cao hơn cả gạo của Thái Lan, đối thủ cạnh tranh của ta trong và ngoài nước. Những con số đầy tính thuyết phục trên quả là đáng mừng. Ngoài yếu tố thị trường thuận lợi thì đây là kết quả của công cuộc tái cơ cấu ngành lúa gạo những năm gần đây. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành này, đây cũng là thời điểm thích hợp để đưa ra chiến lược bài bản khẳng định thương hiệu gạo Việt trên thị trường, thay vì theo đuổi sản lượng như trước đây. Để chứng minh cho sự cần thiết phải làm thương hiệu cho hạt gạo Việt, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn nhanh với người tiêu dùng để thấy được không chỉ gạo Việt không có thương hiệu ở thị trường nước ngoài, mà ngay cả trong nước cũng rất ít người biết đến. Em không biết gạo thương hiệu nào hết. Em không biết. Chỉ nghe qua là cũng không biết rõ. Mua thì cô cũng không biết được. Cô chưa hỏi những người ta hay đọc ấy. Chị chỉ hay ăn loại gạo Bắc Hương không? Gạo Điện Biên cũng là gạo rất là ngon. Chị Thu Hương này, tôi nghĩ là nếu mà các doanh nghiệp gạo vừa xem cuộc khảo sát ngắn vừa rồi thì hẳn là họ sẽ rất là giật mình, bởi vì không người tiêu dùng nào có thể kể tên ra được một thương hiệu gạo Việt Nam. Vâng, chính xác là như vậy ạ. Việt Nam chúng ta đã xuất khẩu gạo 30 năm nay. Tuy nhiên thì để kể tên thương hiệu đi vào lòng người tiêu dùng thì kết quả chỉ là những loại gạo đặc sản gắn với địa phương vùng miền, chứ không hề có dấu ấn của thương hiệu hay là tên tuổi của một doanh nghiệp nào hay là một tổ chức sản xuất gạo bài bản chuyên nghiệp nào cả. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Tại thị trường lớn, khách hàng nước ngoài chỉ biết đến gạo Thái Lan chứ không hề biết đến gạo Việt Nam. Câu chuyện này không mới, nhưng lại rất thấm thía với doanh nghiệp này. Những công hàng đầu tiên của doanh nghiệp đã xuất sang Nga 2 năm trước gần như cho không, vì người tiêu dùng chỉ dùng gạo Thái Lan, còn gạo Việt Nam thì họ không mua. Trước đó họ chỉ quen bán hàng gạo Thái Lan thôi, và cái người tiêu dùng họ chỉ tin rằng là chỉ gạo Thái Lan mới tốt hơn. Thế thì cái đối tác đó họ đã phải vật lộn một thời gian rất là dài, không thể bán được, và cuối cùng họ phải chấp nhận cái giải pháp là khoảng 1/3 là họ free cho tất cả các cái khách hàng của họ, và 2/3 còn lại là bán vào cái hồ tiêu dùng công nghiệp lớn cho một cái nhà máy. Nhưng rất may sau đó, người tiêu dùng Nga sau khi dùng thử đã dần tin dùng gạo của doanh nghiệp này, và hiện nay doanh nghiệp vẫn xuất khẩu gạo đều đều vào Nga. Cũng theo chuyên gia, trước đây doanh nghiệp của ta chạy theo sản lượng và giá rẻ để bán hàng thì thương hiệu cũng không chú trọng là điều dễ hiểu. Thứ nhất là trước về giờ đó thì gạo Việt Nam đó thì chúng ta đa số là ở trong cái phạm vi là phẩm cấp thấp hoặc là trung bình. Chúng ta không có được những cái xuất khẩu được đáng kể cái loại gạo thơm đặc sản. Do vậy đó cũng là một do của một cái thời kỳ chúng ta cần nhiều cái sản lượng. Ngoài ra, theo các doanh nghiệp, từ trước tới giờ hệ thống chính sách của Việt Nam cũng chưa đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp phát triển thương hiệu gạo của mình. Vâng, vậy thì không biết các doanh nghiệp đang gặp những khó khăn gì trong việc xây dựng thương hiệu gạo, chị Thu? Vâng, các doanh nghiệp thì họ nhận thức rất rõ là thương hiệu rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh hiện nay chúng ta đã bắt đầu chú trọng vào phân khúc thị trường cao cấp. Và để được có được các bạn hàng chấp nhận thương hiệu thì doanh nghiệp sẽ phải đảm bảo một hệ thống quy chuẩn khắt khe và chặt chẽ. Trên thị trường gạo thế giới, các nhà nhập khẩu lớn thường sử dụng thương quyền của họ giao cho các nước như Việt Nam, Ấn Độ, Thái Lan đóng vào hàng để họ phân phối, để họ kiểm soát thị trường một cách thống nhất. Việc này diễn ra từ lâu nay, và đây chính là trở ngại lớn cho doanh nghiệp Việt Nam muốn mang tên sản phẩm của mình ra nước ngoài. Nên theo doanh nghiệp, phải hướng tới việc xây dựng hệ thống phân phối riêng của mình, từ thị trường nội địa thì sẽ vươn ra được nước ngoài. Doanh nghiệp Việt Nam mình phải tự tổ chức cái mạng lưới phân phối ở nước ngoài, trong đó con người và tìm hiểu thị trường để làm sao nối kết với lại các cái đơn vị phân phối. Thậm chí là chúng ta phải lập các cái kho hàng ở nước ngoài để chúng ta có bán thì chúng ta bán cái sản phẩm mang tên của doanh nghiệp mình. Còn doanh nghiệp này đã chủ động chọn chiến lược nhắm vào phân khúc cao cấp, không đua theo sản lượng.
doanh nghiệp có một vùng nguyên liệu khiêm tốn khoảng 7.000 ha để dễ quản lý kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào, từ đó xây dựng chuỗi giá trị khép kín, vừa quản lý cũng như duy trì lâu dài ổn định thương hiệu gạo của mình. Phải đầu tư đồng bộ, mình phải đầu có một cái góc nhìn thực sự là dài hạn, chứ không phải là chỉ có đơn giản là bán cái lô đấy không đi mà được. Đấy. Thế còn cái giải pháp căn bản để xây dựng thương hiệu ấy thì nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, trong đó có cái yếu tố là xây dựng cả cái chuỗi giá trị sản xuất khép kín, có thể truy xuất nguồn gốc từ cái giống cho đến canh tác, sản xuất, chế biến, bảo quản và đóng gói thương hiệu. Đó. Thì nó đòi hỏi một cái quá trình rất là dài. Một cái loại gạo như thế này nếu được xuất khẩu theo cách thông thường không mang thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam thì giá chỉ khoảng 600 đô la Mỹ một tấn. Với cái loại gạo này nếu mà được đóng gói vào bao bì cẩn thận, có nguồn gốc xuất xứ, có thương hiệu của doanh nghiệp thì có thể bán tới 1.000 đô la Mỹ một tấn. Thương hiệu gạo ở đây đã làm nên những cái giá trị kinh tế khá là rõ ràng. Nhưng để khách hàng chấp nhận được thương hiệu của mình, doanh nghiệp cũng đã mất hàng nhiều năm để chứng minh quá trình canh tác, quá trình chế biến, bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo những cái tiêu chuẩn khá là cao như là FSSC 22000, một trong những cái tiêu chuẩn được các cái thị trường cao cấp như EU, Mỹ công nhận. Ngoài ra, theo các doanh nghiệp, chính phủ cần có chế tài đủ mạnh kiểm soát các doanh nghiệp thực hiện đúng những gì doanh nghiệp cam kết và công bố. Vì trong hàng trăm doanh nghiệp mà chỉ vài doanh nghiệp làm đúng, làm tốt thì cũng không thể tạo nên thương hiệu gạo cho Việt Nam. Vâng, và lúc này thì tôi nghĩ đến một chia sẻ của vị chuyên gia về ngành lúa gạo. Làm thương hiệu không phải để bán nhiều gạo hơn, mà là để bán được với giá cao hơn, đem về nhiều giá trị hơn cho đất nước, doanh nghiệp và nông dân trồng lúa.